và chính Bảo Nguyễn sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt này. Chạy bóng vào, sút nguy hiểm. Pha bóng sức mạnh của Tu Thành bên phía đội bóng Lộc Áp Bồn. Khoan, khu vực trung tuyến lúc này đang là một khu vực chất nông. Thế Bình, một tình huống tranh chấp rất quyết liệt, có vẻ như đã có tình huống đổi đến từ cầu thủ áo số 11, đó là Tiến Vũ đối với Thế Bình. Cao thủ lớp 12 hoàn toàn có thể nghĩ về việc có được bàn thắng ở trận đấu này. Cú đá nguy hiểm, suýt tí nữa thì bàn thắng đã đến dành cho cao thủ lớp 12. Mọi người, cơ hội đây rồi, nhấn tiếp đi. Cú đá thuộc về cầu thủ áo số 9, đó là Trần Quang. Đúng bạn, để một bóng sắc nguy hiểm, nằm vào đường, dứt điểm. Cầu thủ áo số 10 tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn, sắc quyết liệt, tuấn tú chứ phải, và xuất hiện ở bên là cánh trái. Để một bóng sắc nguy hiểm tương vọt, dứt điểm, và tỷ số được mở dành cho cao thủ lớp 12. Một sai lầm nơi hàng người của cao thủ Lộc A1 và đã bị Tư Võ trừng phạt. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Tư Võ đã chấp được cơ rất nhanh. Phúc rất quyền, suýt thì nữa đó là tình huống ăn lưới nha. Ba cú kèn, Tư Võ qua người rất hay, vẫn tiếp tục là Tư Võ. Rất đáng tiếc là Nam Roger lại không thể khống chế bóng thành công. Bảo Nguyễn, cú đá nguyên, cú đá rất hay đến từ đội trưởng Bảo Nguyễn. Đang xem được gửi về từ fanpage bóng đá phố miền Tây. Xin được kính mời quý vị ở trong đài đón xem. Cú đá nguyên, và tỷ số đã là 2-0, 2-0 dành cho cao thủ lớp 12. Và người lập công không ai khác vẫn là Tư Võ. Cầu thủ áo số 7 đã có một nụ mặt cắt tuyệt vời, một điểm chạm vừa đủ để khiến cho màn lưới của đội bóng tiến phải rung lên. Thế Bình, Tư Võ, một tiếp tục là Tư Võ. Ban mở chóng, dứt điểm, sắp nguy hiểm. Cú đá vừa rồi thuộc về Thái Việt. Đại cùng theo dõi là tình huống này. Bàn thắng đã ở rất gần của Thái Việt. Đã tới giờ. Một con, dứt điểm đi, và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Cú đá quá chất lượng thuộc về Hoàng. Một cầu thủ chất mũi dày, bóng đi vào góc cao, tỷ số được ngắn xuống còn 1-2. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng đã nảy ra ngay vị trí của Hoàng đang đứng chờ. Thời gian đang là một điều rất quý giá dành cho đội bóng Lộc A1. Đến đâu? Dứt điểm không được. Ủy chi Thái Việt khoảng trống, dứt điểm đi. Tỷ số là cân bằng lại đi.
niềm vui vỡ hòa dành cho cao thủ Lốc A1, một niềm vui khôn tả dành cho đội bóng tím. Chúng ta hãy cùng theo dõi đội bóng này. Cú sút đã được mở ra dành cho Thái Việt, và với cú đá căng thật là quá khó dành cho Tô Thành Thế An có thể